150 mét đến 130. 130 đến 150 mét hả? Thật đây đùa đấy. Hả? Nếu mà một ngày 4 người 5 người mà không 150 mét. 130 mét. 130 mét. Là cả khu. Như hôm nọ buổi sáng là 4 người là nhận 80 mét. 4 người buổi sáng là được 80 mét đấy. 80 mét. Và ngày hôm sau thì bao nhiêu người xóa lại mặt? Ngày hôm sau giữ cho 2 người làm mặt. À. Bình thường mà, đúng rồi. Em hỏi cái là bình thường, ví dụ anh em là tầm khoảng 4 người làm như thế này thì trung bình một ngày thì một người tầm khoảng bao nhiêu mét này, chưa cả phụ nữa. Đấy, 4 người là 150 mét. Một ngày cơ mà. Một ngày. Anh cứ nói thật cho anh em biết đây. Đó là 150 mét đến 130. 130 đến 150 mét hả? Thật đây đùa đấy. 130 mét. Là cả khu. Như hôm nọ buổi sáng là 4 người là nhận 80 mét. 4 người riêng buổi sáng là được 80 mét đấy. 80 mét. Và ngày hôm sau thì bao nhiêu người xóa lại mặt? Ngày hôm sau giữ cho 2 người làm mặt. À. Chưa hết được buổi sáng. À vâng, đấy, tuyệt vời. Có biết là cho nước đây đấy. Nói chung là anh em rất nên học hỏi thì đấy ạ. Anh biết là thành pro rồi. Và tôi nhiều khi tôi phải nói đùa là anh lính anh dùng cái máy của tôi mà dùng 5-6 tháng mà mới thay một ống thì chắc là tôi cũng chết đói. Không, cái đấy là tôi rất là mừng. Đùa thế thôi, tôi rất là vui. Làm được bền như thế là quá hay luôn. Phải học hỏi đấy. Nhân 6 công nhân với giá 50.000 mét. 50.000 một mét nhân công. Vuông và đấy, rất là bài toán rất là rõ ràng luôn, có nghĩa là 6 công thì được khoảng 130 đến 140 mét là một ngày đúng không em? Nhân lên trừ đi chi phí là ra thôi. Anh em À, hôm trước mà em thấy cái mặt ngoài của mình đấy thì khoảng bao nhiêu mét anh Lĩnh nhỉ? Đâu? Mặt ngoài, mặt hông, mặt đường, lát nữa em sẽ ra em quay lại cho anh em xem. Mặt này. Mặt hông ấy, hai mặt hông như nhau mà. Mặt này. À, một mặt thôi là bao nhiêu? Bao nhiêu? 170 mét. Là gần 200 mét thì cắt cho khoảng bao lâu anh nhỉ? Mấy người nhỉ? 170 mét, mình đã bóc áo bóc ngoài thì hơi lâu một tí thì cô đây là 3 ngày. À đấy, cả trong cả ngoài. Ở ngoài mình bóc áo, không bóc áo luôn. Chính xác, đúng rồi. Mình biết được chắc ở ngoài nó, mình bóc áo nó tuyệt đối an toàn. Chính xác luôn. Thì mình đã lâu vô một tí, đấy là 3 ngày. Đúng rồi, thì anh có án được cái việc mà trắc ngoài thì một người một ngày cả phụ là khoảng bao nhiêu mét đây? Tất nhiên là nó sẽ ít hơn bên trong rồi. Cả này là một cái này là
ba người nó hơn 50 mét. Không, một ngày một người cơ mà. À, một người á? À? Ừ. Một người đổ hơn 50 mét. Thì chắc này nó không cần kỹ, nhưng mà nó lâu bắt dáng, nó không cần kỹ. Từ ngoài mình chắc phẳng. Một người làm gì mà lên 20 mét? Một ngày mà. Một ngày mà. Một ngày được 20 mét. Được 20 mét không? 20 mét, chắc ngoài là 20 mét. Chắc ngoài thì làm mặt luôn cái gì? Làm luôn, chắc ngoài xa luôn, chắc ngoài nó không kỹ. Được 20 mét được hả? Ngoài cũng được 20 mét, ăn gì đơn. Đấy, hai em ngoài cũng được 20 mét thì chết. À, mà đúng rồi, mà giáo nhà dân này thì ra giáo nhà dân thì dễ làm, còn giáo giáo tiệm chẳng hạn. Đúng rồi, giáo của này vương kéo. Mất một ngày bắt giáo. Xong cứ thế là cao rồi. Đấy. À đây, bác gì là quên nhỉ? Bác đáng. Bác đáng là chuyên gia gọi là điều khiển máy, kỹ thuật máy. Vâng, Thành chuẩn bị là thành giáo sư cơ khí. Bác Đang anh em sau mà cần kinh nghiệm về đấy, cần kinh nghiệm về máy là cứ lên gặp bác Đang. Bác Đáng ở Bình Xuyên, Bình Phúc. Vâng. Vừa như thế này là làm là có dễ làm không anh? À mà anh em lĩnh chia sẻ với anh em là ví dụ khi mà phun lên thì tầm khoảng phun lên là mình cán luôn hay là như thế nào anh Lĩnh à? Phun lên là mình có một người sau trên Lĩnh. Đấy. 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 Như thế này, bước như thế này là dễ làm mà đúng không? Đấy, như thế này là bắt đúng. Không phải để đấy chứ, anh một tay của anh đưa đấy, đúng rồi. Đấy, anh em hình dung là dùng thước 3 mét là mà làm cái này là... Đấy. Thước dài mà khó làm thì không thể được. Anh em làm dùng thước 3 mét là được. Làm nhà tư là kỹ tính. Đây. Anh em chia sẻ là làm nhà tư thì chủ nhà rất là kỹ tính. Và ngược lại là mình cũng phải, anh em làm thì cũng phải rất là để ý đến chất lượng, độ phẳng, góc cạnh. Mình làm đẹp, nhà sướng làm xong này, làm xong rồi còn được chủ nhà thưởng nữa. Thế làm xong xấu là lại bị phạt. Không được thưởng không? Không được thưởng mà còn bị phạt nữa chứ. À làm cái này là sơn trực tiếp hay là có bả không Lý? Cái này là nếu thường đẹp là lắp trực tiếp luôn. À, lắp trực tiếp luôn anh em? Lắp trực tiếp luôn. Thì hầu như là chắc cháy thì hầu như chủ nhà là hầu như là lắp trực tiếp thì là bề mặt nó khá là đẹp. Vì nó nhắn nhục rồi đẹp thế nào? Anh Lĩnh nói lại đi. Anh em nào phải chuyên yêu cầu về giác cả tôi. Đấy. Mà anh em nào xem thì tôi là tôi nhé. Ok. Anh em chủ nhà, các bác chủ nhà, các bác có thể thấy video của tôi lúc nãy giờ quay. Thứ nhất là về cái việc phun vữa thì đòi hỏi chất lượng vữa nó phải tốt, nó không thể làm ẩu cầu thả được. Nếu không thì sẽ không phun được. Vì thế nên chắc chắn là chất lượng sẽ là được đảm bảo. Nên các bác chủ nhà rất phải là yên tâm. Cùng với đó là tiến độ làm nhanh. Đây có 2-3 người mà làm một phòng 70 m². Này, bên đây là có bác đánh này. Đường rất là đẹp. Làm mặt đây, dạng nó trước cái phòng. Cái này là ngày mai là cứ thế là đánh thôi. Cái vữa mà để đánh mịn mặt là cấp phối là một xi là bao nhiêu thùng 18 lít anh nhỉ? Cái đấy là về tôi cho bánh nếu mà mình đẹp, nóng, tôi bánh một à một là đẹp nhất. Rồi.
Nhưng mà nó ví dụ chẳng hạn như tầm khoảng 100 mét vuông thì nó hết có nhiều không anh nhỉ? 100 mét vuông hết bao nhiêu? Có khoảng mấy? À chỉ là có nghĩa là xi thì hết khoảng bao nhiêu bao? Xi thì hết rồi, chưa đầy bao. Chưa đầy một bao có nghĩa là 100 mét vuông đánh bạn lại thì chưa hết đầy một bao xi. Thì chi phí nó chả đáng bao nhiêu hả anh em ạ? Đây cái phòng này chứ chẳng hạn, phòng này thì không hết một bao. Ví dụ phòng này khoảng 70 mét vuông là không hết một bao xi này. Mà một bao xi hiện tại giá là khoảng 70.000 à. Đấy nói chung là chung phí lại là cái vật tư của mình là không tốn bao nhiêu cả. Không tốn bao nhiêu cả. À thế còn cái em hỏi nữa là ví dụ còn cái việc mà ngày hôm nay mình chỉ lấy mặt thôi, ngày hôm sau thì ví dụ cái giáo thì mình có bất tiện ở cái việc mà mình thiếu giáo để làm ở phòng khác không? Giáo không, giáo thì chẳng hạn không kể, giáo không bỏ luôn. À, có nghĩa là mình có bộ khác đúng không? Mình bỏ luôn đấy cho nó tiệm. À, đấy. Cho nó tiệm bắt di chuyển luôn. À. Ví dụ hôm nay mình dùng giao tre này thì ngày mai mình dùng giao tiệm à? Mình, ví dụ hôm nay mình xong ở đây. À. Xong ví dụ mà mình không dùng về đến giáo này. Không có nghĩa là ngày mai mình lấy mặt thì vẫn phải để giáo thế này chứ? Ừ, ngày mai có thì mình làm xong mình bỏ giáo này đi, mình giữ giáo này đi để mình lấy giáo khác. À rồi. Xong rồi cho một đợt kiểu lên đi lấy thôi. Cái này nó giáo thì nó nhanh, giáo thì mất vào khoa. Hiểu. Có nghĩa ngày mai đánh mặt là mình dùng giáo tiệp. Ngày mai đánh mặt mình dùng giáo tiệp. Giáo hát đấy. Đây là cái kinh nghiệm của nó là rất là quý báu anh em. Vì mình làm cho chủ nhà mà, trực tiếp với chủ nhà mà nên là không thể ẩu được, cũng phải đảm bảo cái thẩm mỹ cái chủ nhà thẩm mỹ rồi còn chi phí tài chính vật tư tiết kiệm chủ nhà. Đất cháy nhàn thế là phẳng thôi. Thế là ok rồi đúng không anh? Okay. Đủ phẳng đạt, tước 3 mét này, em thấy tước 3 mét này. Chỗ nào mà nó